Xin chào tất cả anh em, chào mừng em đến với Trang Chiến Bùi. Thì buổi trưa xin phép lên ba cây Woodpecker giao lưu cùng anh em. Đầu tiên là một cây hai phiên của ngày hôm nay thì là những chiếc cây Woodpecker bằng ngòi bi. Những ngày vừa qua thì rất là nhiều anh em hỏi những chiếc Parker bùa bi ngòi bi, cho nên là hôm nay thì em mang tới cho anh em những cái sản phẩm về ngòi bi. Ở trên này em bán với lại giá là 2,8 triệu. Một chiếc Parker bọc vàng của dòng Sonet. Chiếc này thì em bán với lại giá là 3,8 triệu. Chiếc bi rất là hay. Chiếc này là chiếc bi mực, rất là đẹp, bọc vàng. Hôm trước thì rất là nhiều anh em hỏi về những cây bút bi. Hôm nay thì đáp ứng yêu cầu đấy thì em lên những cây bút bi rất là đẹp. Chiếc này em cũng bán với giá là 3,8 triệu. Một chiếc cũng là một chiếc bi. Chiếc bi này thì lắc kê, sơn mài còn rất là đẹp, cũng thuộc dòng Sonet. Buổi trưa tranh thủ giao lưu của anh em những cái bút rất là hay. Vâng, xin cảm ơn anh em. Chúc anh em có một ngày làm việc hiệu quả và hy vọng là buổi chiều chúng ta sẽ có những cái giao dịch vui vẻ.